Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Để mà thực chiến là tôi, như tôi nói là đọc rất nhiều, thì có rất nhiều website mà có code thì các em nên lên đây. Ví dụ như có trang website của em của anh Nguyễn Văn Hiếu chẳng hạn, là học C không khó, thì có rất nhiều code đọc rất là dễ, rất dễ chịu, đúng không? Đấy, học lập trình, học Vietjet, như cái trang web vừa rồi tôi giới thiệu cái thư viện của C cũng có rất nhiều cái lập trình hay. Nhưng mà nếu mà các em muốn là chuẩn hơn, đúng không, thì nên đọc cái trang tiếng Anh là Geek for Geeks, đúng không? Thì cái này rất nhiều, cũng rất nhiều code thú vị, khó hơn một chút. Hoặc là Learn Online GDB, thì trên này, cái này có cái hay là trên đó là có luôn cả cái compiler, tức là mình có cái phần mà mình có thể code ở trên đấy và mình biên dịch được. Thì đây là các em có thể lên các cái website này để khai thác các cái code. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có các cái code đấy rồi, chúng ta sẽ nắm được cái khái niệm, xong rồi để cho chúng ta đọc cái code nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về mảng và sử dụng con trỏ như thế nào. Và khi có con trỏ thế thì chúng ta có thể truyền dữ liệu và sử dụng vòng lặp như thế nào. Tức là sử dụng con trỏ này, sử dụng việc truyền dữ liệu này, và sử dụng vòng lặp áp dụng cho mảng. Mảng là một cái cấu trúc rất là quan trọng mà chúng ta phải nắm đầu tiên. Nó rất là hiệu quả và rất là thông dụng. Thì còn sau mảng có nhiều các cái cấu trúc dữ liệu khác nữa mà thú vị, nhưng mà chúng ta sẽ sau. Thế đó, bây giờ chúng ta quay trở lại, đúng không? Hôm nọ chúng ta đã định nghĩa rồi, biến và địa, thế nào là biến và địa chỉ và thế nào là con trỏ. Rồi bây giờ chúng ta trước khi mà leo lên núi thì chúng ta lại trang bị xem là còn nước uống, còn đã có giày chưa, đúng không? Nếu ngày mai mà lạnh mà giày mà thủng thì là sẽ tê cứng chân, đúng không? Không leo được. Thế thì chúng ta phải xem lại hành trang của chúng ta như thế nào. Ok, thì biến và địa chỉ thì như thế này. Cái hình ở trên ấy là biến và địa chỉ, đúng không? Như lần trước chúng ta nói, biến là một cái biến A hay là một cái biến năm, là tên của một cái biến đó. Đúng không? Và nó là thực tế, nó là một cái ô nhớ để giữ một cái giá trị của biến. Thí dụ như là năm đấy là một cái số nguyên mà là 10 chẳng hạn. 10. Thế cái 10 đấy nó lưu ở đâu? Thì nó lưu ở một cái địa chỉ của cái biến đó. Thì với mỗi cái biến thì nó sẽ có một cái địa chỉ. Đúng không? Thế và ở cái địa chỉ ấy thì nó là có một cái ô nhớ, và cái ô nhớ được lưu con số 10. Thì khi mà chúng ta nói là đây là một int thì là tại cái địa chỉ đó thì là máy tính nó sẽ để dành ra một cái lượng ô nhớ để có thể lưu được một số nguyên. Đấy, thì vì vậy là chúng ta sẽ phân biệt ba khái niệm, đúng không? Biến là tên của một cái mà chúng ta có thể thay đổi. Tại sao gọi là biến? Biến là bởi vì nó biến đổi, nó thay đổi. Là bây giờ là 10, nhưng lát sau chúng ta có thể lưu 11, chúng ta viết đề số 11, 12, lúc bấy giờ nó sẽ thành 12 và nó thay đổi liên tục theo ý của chúng ta. Thì vì vậy là cái ô nhớ này chúng ta có thể bỏ những cái giá trị của biến, là ở thời gian này là chúng ta bỏ số này, ở thời gian khác là chúng ta bỏ số khác. Thì vì vậy nó gọi là biến. Như vậy biến có tên, có địa chỉ và có cái giá trị của nó. Thì cái giá trị ấy được lưu lại trong cái ô nhớ mà tại cái địa chỉ. Đấy, thì địa chỉ trong máy tính thì nó viết bởi một con số mà số theo hệ cơ số 16, trông rất phức tạp, đúng không? 0x7 rồi FFF rồi vân vân. Thế thì đấy là một cái địa chỉ. Tại sao con số nó phải phức tạp thế? Tại vì phải rất nhiều địa chỉ, đúng không? Máy tính làm rất nhiều biến và rất nhiều địa chỉ thì phải có rất là nhiều, cho nên con số nó rất là lớn. Thế thì chúng ta biết là có một cái địa chỉ, và tại địa chỉ đó thì có một cái ô nhớ. Cái ô nhớ đó thì có thể lưu, người ta sẽ để dành ra đủ cái bộ nhớ
để cho lưu cái số. Thí dụ như đây là không phải là in mà là 3 năm, thì người ta sẽ dành cho một cái ô nhớ, một cái bộ nhớ mà đủ dung tích để giữ 3 số nguyên như lần trước chúng ta đã làm. Thế còn lần này thì chỉ có một số nguyên thôi, 5 chỉ là một số nguyên thôi, thì nó vừa đủ một số nguyên, đúng không? Thế thì còn khái niệm thứ hai là con trỏ, đúng không? Biến và địa chỉ chúng ta biết rồi. Con trỏ thì nó cũng chỉ là một biến thôi, nó thực tế nó là một biến, nhưng mà cái biến ấy đặc biệt ở chỗ là nó không lưu cái gì khác mà lưu các địa chỉ. Đấy, cơ bản nhất là con trỏ nó có hay là lần này nó, tại vì địa chỉ là một cái gì đấy không thay đổi. Thế nhưng mà lần này con trỏ là nó ghi cái địa chỉ A, lần sau nó ghi địa chỉ B, lần sau ghi địa chỉ C. Thế nói một cách khác là ở các địa chỉ thì người ta lưu các giá trị, đúng không? Chúng ta đã biết rồi. Ở các địa chỉ. Thế bây giờ con trỏ thì đơn giản nhất là nó chỉ cần là chỉ vào cái địa chỉ này, chỉ vào cái địa chỉ kia, chỉ vào cái địa chỉ kia nữa, cho nên nó gọi là con trỏ, là pointer, tức là chỉ đến cái địa chỉ đó. Thì vì vậy là con trỏ nó là một biến, nó cũng là một biến, nhưng biến ấy đặc biệt ở chỗ là nó không lưu các cái giá trị của dữ liệu khác nhau, mà nó chỉ lưu các địa chỉ thôi. Thì cách làm như thế này, đặc biệt là của C nó mới dùng con trỏ, các cái ngôn ngữ khác có thể không có con trỏ nhé. Thì đặc biệt là nó cứ lưu, mỗi lần nó lưu địa chỉ thì giống như là con trỏ nó chỉ đến một cái ô, mà cái ô ấy có chữ gì hoặc là có kiểu dữ liệu gì, thì là chính vì cái việc mà con trỏ này thì cho nên nó rất nhanh, tức là nó chỉ việc là nó chỉ đến địa chỉ này cái thì lập tức là nó lấy cái dữ liệu ở cái địa chỉ đó, thì muốn lấy cái lấy dữ liệu khác thì nó trỏ đến địa chỉ khác. Thì cái đấy là một cái rất là nhanh, nó không phải làm viết gì cả, mà nó chỉ cần đổi cái giá trị của cái thằng con trỏ này thôi, thì cái làm cho tốc độ nó rất nhanh, là rất là mạnh ở con trỏ. Tuy nhiên là con trỏ này nó cũng gây ra rất nhiều cái phiền toái. Có những cái thí dụ tôi có thể kể lại một câu chuyện, tức là người ta gọi là cái lỗi lập trình của thế kỷ. Tức là hồi là ở công ty, tôi nhớ là có lẽ thể lẽ là Symantec, thì nó có một cái dự án rất là lớn. Dự án cái code là phải cái developer mà phát triển cái dự án này cũng tới hàng nghìn người ấy. Thì nó có một cái lỗi thì nó lại lúc thì xuất hiện, lúc thì không xuất hiện. Đấy, lỗi mà luôn luôn xuất hiện thì tìm sửa rất dễ, đúng không? Luôn luôn là, nhưng có lúc thì xuất hiện, có lúc thì không, thì cái đấy là lúc nó rất là khó. Thế thì lúc bấy giờ là cái đội ở Mỹ là cũng mấy chục người để tìm cách là tìm được cái code đấy. Thì sau đó thì tìm rất lâu cũng không ra được cái code đấy. Và cái chương trình ấy chạy nó cứ sập xạ, lúc thì chạy tốt, lúc chạy không tốt. Thế thì cuối cùng là cái đội ở Ấn Độ là nó phát hiện ra cái lỗi đó. Thì cái lỗi đó là đúng là cái lỗi pointer. Tức là pointer này, bởi vì nó ghi địa chỉ thế, cho nên nó không biết là cái kiểu dữ liệu là gì. Thí dụ 5 chẳng hạn, là mình biết là kiểu dữ liệu là integer, đúng không? Tức là một số nguyên. Thế nhưng mà đã gọi pointer thì nó chỉ đến bất cứ, tại vì cứ chỉ đến địa chỉ thôi, còn tại cái địa chỉ nó ghi cái gì thì nó không hề biết. Thì có một anh nào viết là nó khai báo là, thí dụ như khai báo là integer, thế nhưng mà pointer ấy là nó chỉ đến một cái địa chỉ mà có chứa integer. Nhưng mà trong quá trình làm ấy, thì có một anh khác thì lại gọi cái hàm ấy ra và đưa cái pointer ấy chỉ vào 3 năm chẳng hạn, thế chỉ vào một cấu trúc dữ liệu hoàn toàn khác. Thế thì khi mà chỉ vào cấu trúc dữ liệu hoàn toàn khác ấy, thì nó phải giả thiết là ở tại ô nhớ ấy, nó phải đủ dữ liệu để ghi được 3 số nguyên. Thì nó cứ đọc hết một số nguyên, đọc tiếp số nguyên nữa, đọc, tức là, và lúc bấy giờ nó đọc ra ngoài cái ô nhớ mà ông dành cho cái ông này. Ông này đáng nhẽ lúc bấy giờ ông này chỉ có một số nguyên thôi, thì bởi vì là bây giờ nó trỏ đến một cái kiểu khác, cho nên nó cứ khi mà nó đọc dữ liệu ra thì đọc 3 số nguyên liền. Thế là chương trình nhiều khi đọc những thứ vớ vẩn, cuối cùng là chương trình lúc thì được, lúc thì không được. Đấy, khi mà cái dữ liệu mà nó chỉ trỏ tới nó đủ nhỏ để nó thấy là ok thì nó, hoặc là may mắn là những cái ô nhớ ở bên cạnh cái ô nhớ của integer, cái integer đầu tiên của hai, thì là nó có những cái
cái ký tự mà nó có nghĩa, nó đọc ra được integer thì nó sống. Còn nếu mà đọc ra những cái thứ mà những ký tự mà nhị phân ấy, thì là chương trình là nó lắc lư, nó chết. Đấy thì tôi nói thế cho mọi người biết thế và hiểu được là tóm lại ở đây là biến là và có bao giờ có một cái địa chỉ và có một cái giá trị, đúng không? Còn con trỏ là chỉ vào chỉ lưu các cái địa chỉ mà thôi, và nó có thể thay đổi từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Đấy. Thì đấy là tác dụng của con trỏ, và con trỏ này là nó phải có, chúng ta phải có quy tắc, phải tuân thủ rất là ngặt nghèo quy tắc thì mới không có lỗi, tại vì thường là con trỏ hay có lỗi. Đấy. Ok, thế bây giờ chúng ta làm một cái code về mảng, đúng không? Thì chúng ta bên tay trái hình vàng này là chúng ta thấy là một cái code là in A max, in B max, giả sử max bằng 10 chẳng hạn thế, đúng không? Chúng ta đã viết bằng 10 ở trên rồi. Thì tức là tóm lại chúng ta có cái mảng A là gồm có 10 số nguyên, và mảng B cũng có 10 số nguyên, và sau đó chúng ta thực hiện cái vòng lặp, đúng không? Từ y bằng 0 cho đến y bằng max, đúng không? Thì chúng ta đặt là a y bằng y, có nghĩa là a 0 thì bằng 0, a 1 thì bằng 1, a 2 bằng 2, cứ thế. Xong sau đó thì chúng ta viết b bằng a và return 0, thì code này sai, đúng không? Code này hỏng. Đấy. Thì sai ở đâu? Tại vì là cái phép gán b bằng a là không gán được. Đấy, tại vì thí dụ như là nếu mà là một số nguyên thì chúng ta gán được như vậy, nhưng đằng này là chúng ta viết cả mảng bằng b bằng a thì nó không gán được. Đấy, tại vì b và a lúc bấy giờ chỉ là địa chỉ của cái mảng này thôi. Đấy, chứ không phải. Thế thì ở đây và khi mà địa chỉ thì nó là cố định cho nên không thể gán được. Tức là A cũng đã có một giá trị cố định rồi, B cũng giá trị cố định, bây giờ mình viết là B bằng A, tức là mình muốn thay đổi giá trị của B đi thì không thay đổi được, tại vì B là một địa chỉ, đúng không? Địa chỉ thì là cố định, nó không phải là biến. Thì biến thì mới thay đổi được. Thí dụ BI chẳng hạn, hay là AI thì lúc đó nó lại là biến. Đấy. Còn chứ còn A và B thì nó lại là địa chỉ. Thế thì cái cốt đúng của nó là viết bên tay phải này, tức là in A max, in B max, in y, xong rồi vòng lặp, xong a y bằng y, xong rồi lại làm một vòng lặp nữa, phải lấy b y bằng a y thì lúc ấy giờ mới gán được, tại vì chỉ có biến thì mới gán được thôi. Toán tử bằng tức là người ta gọi là toán tử gán, tức là gán giá trị của a cho b, thế thì khi nào biến thì chúng ta mới gán được, còn là địa chỉ thì không gán được. Vậy là đối với mảng thì a 0, a 1, a 2 cho đến a max đều là biến, nhưng A thì lại là địa chỉ của cả cái mảng này. Đấy, thì có một cái qua mảng chúng ta học được thêm cái hiểu được thêm cái sự phân biệt giữa biến và địa chỉ là như vậy. Thì cái câu đoạn này có ai có câu hỏi gì không?